Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Bác sắp hàng từ lúc mấy giờ? 8 giờ mấy. Tại sao sắp hàng chi sớm dữ? Tại vì lần đầu tiên tôi mới dùng mà tôi nghe nhiều người nói dùng tốt, tôi mua xài thử. Tức là mua cái gì mà dùng xài thử bác? Mua EV Princess để xài thử. Yeah. Tức là bác nghe nhiều người quen đã sử dụng rồi mà khen, họ khen sao bác? Họ nói là dùng chừng khoảng 10 ngày là có hiệu nghiệm liền, tốt lắm. Yeah. Mà con thấy da của bác đâu có bị tì vết gì nhiều đâu. Nhưng mà ai cũng muốn đẹp hết, yeah. Muốn da tốt hết. Yeah. Đẹp, tốt với lại trẻ ra bác ha. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ, yeah, con cảm ơn bác rất là nhiều nha, chúc bác may mắn nha. Nhất da nhị dán, nhất da nhị dán. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tuyệt khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm tần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care gồm có 4 địa điểm tại Bắc Cali, 4 địa điểm và 1 trung tâm phân phối sản phẩm tại Nam Cali. Tại Bắc Cali, văn phòng tổng đại lý tại 1164 McLaughlin Avenue San Jose 408-275-9620, chi nhánh trong khu thương xá Việt Nam Tower địa chỉ 979 Story Road San Jose 408-509-4480, chi nhánh San Jose tại địa chỉ 2877 Center Road góc đường Lewis trong khu thương mại với chợ Center 408-360-9620. Chi nhánh Milpitas ở địa chỉ 86 South Able Street, góc đường Calaveras Boulevard, chung khu thương mại với Cơm Tám Thanh 2 và Dakao Sandwich 408-946-4227. Ngoài ra, trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care cũng có 4 địa điểm tại Nam Cali, cùng với trung tâm phân phối sản phẩm tại địa chỉ 8105 Bosa Avenue, góc đường Beach Boulevard 714-461-2403. Cần đại lý khắp nơi, xin lạc số miễn phí 800-918-3017 hoặc vào website evbichliên.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess.